Xin chào quý vị các bạn, và ngày hôm nay sau một tháng tranh tài thì cuối cùng giải bóng đá trung học phổ thông Thanh Hóa niên khóa 2005-2008 season 2 năm 2024 chính thức bước vào vòng đấu cuối cùng. Và để mở màn cho vòng đấu cuối cùng này sẽ là cuộc đối đầu định đoạt tới danh hiệu vô địch. Một trận đấu mà các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Hiến Thành sẽ có rất nhiều khó khăn, rất nhiều thách thức đến từ các cầu thủ bên phía Lam Sơn. Và nếu như họ muốn lên ngôi vương ở trong mùa giải năm nay thì bắt buộc ngày hôm nay họ phải chiến thắng các cầu thủ bên phía đội bóng trung học phổ thông Lam Sơn để có thể tiếp tục nuôi hy vọng, bám đuổi các cầu thủ bên phía Nguyễn Trãi để có thể có được ngôi vị cao nhất ở trong mùa giải năm nay. Sự xuất hiện của Quốc Hưng, người sẽ bảo vệ khung thành dành cho Lam Sơn 0508 ở trong trận đấu này. Hiệp đấu đầu tiên đã chính thức được bắt đầu. Các cầu thủ bên phía Tô Hiến Thành là đội bóng được hướng viện giao bóng trước một kết quả hòa. Với các cầu thủ bên phía đội bóng Nguyễn Trãi và đội bóng Lam Sơn, họ còn có thể ghi bàn dẫn trước. Và Trãi không được. Tiếp tục là cú ra chân từ xa đến từ Tiến Bổm, Lê Cường. Đội bóng bên phía Tô Hiến Thành họ đang bắt đầu tạo ra sức ép. Vừa rồi là cú chạm bóng nhưng không thành công đến từ Hòa Chảy. Trước đó thì các cầu thủ bên phía Tô Hiến Thành họ không ít lần có được bàn thắng từ những tình huống phối hợp. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Hiến Thành. Tiếp tục là cái tên Tiến Bom là người ghi bàn. Tiến Bom luôn là một cầu thủ có duyên để có thể tạo ra được bàn thắng mở tỷ số dành cho đội bóng bên phía Tô Hiến Thành. Thì chúng tôi đang nói về việc đội bóng Tô Hiến Thành họ rất biết cách để có thể tận dụng những cơ hội trong các pha cố định. Thì trong pha bóng này, một pha phối hợp tốt của Tùng Xí và pha chạy chỗ hay đến từ Tiến Bom mở ra được cơ hội. Và ngay lập tức thì đội bóng Tô Hiến Thành có được bàn thắng. Thật sự Tiến Bom đang là một cái duyên, có một cái duyên ghi bàn. Để Tô Hiến Thành họ có 11 điểm và đang dẫn đầu vào xếp hạng. Vậy dành cho Hòa Chạy, tốc độ đi bóng của Hòa Chạy không thể có cú chạm bóng đến từ Lê Cường. Xứng đáng đối với cá nhân này, lên bóng dành cho Lam Sơn, không được. Và cũng có thể nói đó sẽ là một trận đấu mà tạo độ khó cho game. Bàn thắng thứ hai dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Hiến Thành. Và đây là bàn thắng thứ 5 dành cho cá nhân Hòa Chạy ở trong mùa giải năm nay. Bây giờ thì các cầu thủ bên phía Tô Hiến Thành họ không những đang dẫn đầu danh sách, dẫn đầu bảng xếp hạng mà họ còn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với cú lập công thứ 5 này đến từ Hòa Chạy. Lại là một pha bóng phản công. Có vẻ như các cầu thủ bên phía đội bóng Lam Sơn họ đã có được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Thời gian vẫn còn. Và các cầu thủ bên phía Lam Sơn họ đang muốn rằng các cổ động viên, các cầu thủ ở phía ngoài sân bên phía Nguyễn Trãi họ vui mừng lên. Cú dứt điểm qua tín đến từ Phương Duy. Một pha băng lên và dứt điểm không cho Tuấn Phạm bất kỳ một cơ hội nào. Đây là bàn thua thứ 3 của đội bóng sẽ được dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lam Sơn. Đường chuyền ra, ra chân. Cú ra chân không thành công đến từ Tiến Dũng. Đó là một điều chưa thể xảy ra khi mà các chân sút bên phía Lam Sơn họ phung phí quá nhiều cơ hội. Nhưng đây là cơ hội dành cho Tô Hiến Thành. Đường chuyền của Tiến Bom dành cho Hòa Chảy. Pha phối hợp rất nhịp nhàng, đưa bóng vào đánh đâu, không được. Tiến Bom lắc bóng vào phía trong, ra chân. Bàn thắng thứ 3 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Hiến Thành. Một pha bóng mà Tiến Bom cắt inside vào trong và đưa ra cú dứt điểm. Cú dứt điểm vào góc đó thì chắc chắn không cho Quốc Hưng bất kỳ một cơ hội nào rồi. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một cú cắt inside vào phía trong mở ra được cơ hội để có thể giúp cho Tiến Bom đưa ra cú dứt điểm. Cơ hội trước đó thì Tiến Bom không để ghi bàn là người nào? Và đội bóng có được thành tích ở mùa giải năm nay là đội bóng nào? Đưa bóng vào phía trong, cú đấm bóng an toàn lên được Quốc Hưng. Trước thềm mùa giải thì đội bóng Lam Sơn bị một cơn bão chấn thương và khiến cho họ không có đủ số lượng con người chất lượng để có thể tham gia mùa giải này. Tình huống đấm bóng lên vị trí trung tuyến là khá thoáng, phối hợp rất nhịp nhàng, Hòa Chạy không vào. Tiến Bom phối hợp rất nhịp nhàng, Hòa Chạy đường chuyền cho Tiến Bom. Bàn thắng thứ 5 của Tiến Bom. Hiệp đấu thứ 2 đã là một hiệp đấu bùng nổ dành cho các đội bên phía Tô Hiến Thành. Tiến Bom có một cú hat-trick ở trong trận đấu này và đang giúp cho đội bóng Tô Hiến Thành có được cách biệt 3 bàn. Tổng tỷ số bây giờ đang là 4-1 dành cho các đội bên phía Tô Hiến Thành. Cú phối hợp rất tốt đến từ đội bóng Tô Hiến Thành. Cú đánh gót đầy đủ tinh tế đặt Tiến Bom vào trong một vị trí quá đơn giản để có thể đưa ra cú dứt điểm vào khung thành của Tiến Dũng. Và pha lên bóng dành cho các đội bên phía Tô Hiến Thành không được. Lên bóng dành cho các đội bên phía Lam Sơn. Đây là một cơ hội để cho Lam Sơn có được bàn thắng rút ngắn cách biệt.
Và xử lý bóng khá khéo đến từ Thành Xuân. Tiếp tục là cơ hội dành cho Lam Sơn, không vào. Long Vũ lại là một cú đánh đầu không được. Và để thua ở trong trận đấu đó, lên bóng dành cho Lam Sơn. Mạnh Tuấn xử lý bóng rất khéo, đường truyền dành cho Hoàng Hải. Liệu có bàn thắng hay không? Cơ hội không có cú dứt điểm đến từ Thành Xuân. Và có vẻ như trong pha bóng vừa rồi thì các cầu thủ bên phía đội bóng Tô Hiến Thành họ đã có lần làm rung lưới của Lam Sơn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này để có thể biết chính xác lý do. Ở pha bóng mà các cầu thủ bên phía Tô Hiến Thành họ cho rằng bóng đã đi qua vạch vôi. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định đến từ trọng tài chính. Chúng ta cùng chờ đợi vào tiếng còi của trọng tài chính. Liệu rằng bàn thắng có được công nhận dành cho đội bóng Tô Hiến Thành hay không? Một pha bóng và cao thủ bên phía Tô Hiến Thành tạo ra được một sự vô cùng bất ngờ. Trọng tài xác định là không có bàn thắng ở trong pha bóng vừa rồi. Ra chân. Trận đấu khép lại với kết quả 4-1 dành cho cao thủ bên phía đội bóng FC Tô Hiến Thành. Các cầu thủ tới từ FC Tô Hiến Thành, chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí trong ban tổ chức giải. Chúng ta sẽ cùng trở về tại khu vực công chính trao kỷ niệm chương và chúc mừng tới giải nhì ngôi vị Á quân ở mùa giải năm nay.